Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ Tuyên Cá tuần 32. Mặc dù tôi đã thông báo hôm nay có bão cấp 6 vào Sài Gòn, nhưng bạn người cá Khải và bạn người cá Khánh vẫn xuất hiện trong ngày hôm nay, chứng tỏ với mọi người rằng các bạn ấy chính là những người cá thật sự. Người cá thật sự là không sợ bão. Hay lắm bạn à. Tôi không ngờ bạn đã xuất hiện đấy. Bây giờ bạn người cá Khải hãy biến hình đi. Sẽ cho bạn biến hình thành tiên cá vũ trụ. Đây. Đây là nguyên bộ. Chà, bạn đã biến xong cái phần dưới của mình thành tiên cá vũ trụ rồi hả? Và Tiun cũng sẽ biến hình với bạn trong hôm nay. Bởi vì sự kiện tiên cá đón bão của chúng ta đã đến, Tiun cũng phải biến hình. 1, 2, 3. Trong khi đợi bạn Khải biến hình thành người cá, Tiun xin thông báo tình hình bão lũ hôm nay đã gây thiệt mạng hơn 59 người ở Việt Nam. Hơn 40.000 căn nhà bị bay nóc, hơn 1.000 căn nhà sập, đường xá thì dơ giấy, không thể dọn dẹp nổi. Nơi tâm bão khủng khiếp nhất là ở thành phố Nha Trang, nhà của thầy người cá lóc cũng đã bị bay nóc. Hiện nay nhà nước vẫn đang truy tìm người mất tích và số tài sản thiệt hại vẫn còn tăng cao. Điều này đủ cho các bạn thức tỉnh chưa? Tại sao các bạn không có ý thức trở thành người cá vậy hả? Có phải trong video trước tôi đã nói năm nay sẽ có thiên tai khủng khiếp xảy ra rồi đúng không? Nhưng các bạn đâu có chịu nghe, cứ làm hại thiên nhiên hoài, cứ đeo đuổi những cái thứ không có lợi cho sức khỏe của mình. Đó là các bạn tập những thói hư tật xấu ở trên mạng, các bạn suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, điều này cũng gây hại cho thế giới nữa. Từ lúc Tiun không còn đi cứu động vật để chuyên tâm đào tạo người cá, thì hằng ngày lại có nhiều loài vật bị con người sát hại thành oán linh, sinh ra oán hận, đặc biệt những con thú hoang dã. Nó thường có những cái vai trò quan trọng trong tự nhiên, mà các bạn cũng ăn thịt những loài vật hoang dã đó, thì cái oán linh sinh ra oán hận rất là lớn, tạo ra thiên tai rất là khủng khiếp. Bởi vậy, việc phóng sanh, thả thú, bố thí là luôn làm thì thế giới mới yên ổn. Các bạn để ý kỹ đi, mấy con vật nó có vai trò quan trọng ngoài thiên nhiên đó mà bị các bạn bắt làm hại, thì tất nhiên thiên tai nó sẽ xảy ra rồi. Nó giống như là những hậu duệ của các vị thần, ví dụ như thần sông thì có các loài rái cá, các loài cá sấu, những cái loài động vật quý hiếm. Nó có nhiệm vụ là cân bằng hệ sinh thái dưới nước, vậy mà các bạn lại hại nó, thì tất nhiên. Đừng trách sao thiên tai xảy ra, rồi các bạn chặt cây rừng phá hoại, rồi sang bằng đất đai để xây dựng nhà cửa, để bán cho người nước ngoài, trong khi nhà cửa cha mẹ để lại thì không ở để phụng dưỡng, mà xây thêm để ra riêng rồi lấn chiếm thiên nhiên cho thêm ô nhiễm môi trường. Những cái hành động tiêu cực đó, tất nhiên là nó rất là làm hại đến môi trường. Và các bạn để ý kỹ sẽ thấy thiên tai chỉ xảy ra ở những nơi mà động vật bị con người hại nhiều nhất mà thôi. Như Nha Trang, thành phố biển nổi tiếng, nơi hải sản bị đánh bắt liên tục, cho du khách khắp thế giới về đây ăn, uống nhậu nhẹt linh đình. Thì bây giờ Nha Trang là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tương lai sẽ còn rất là nhiều nữa. Các bạn không biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật, bảo vệ tài nguyên của quốc gia mình, thì thiên tai sẽ ảnh hưởng không chỉ đến bạn, đến gia đình của bạn, đến con cháu của bạn. Những cơn bão này chỉ là cái hồi chuông cảnh báo để cho các bạn thức tỉnh thôi. Nếu ai chưa thức tỉnh thì sẽ còn khổ rất là nhiều. Còn ở miền Trung đi, là nơi của những tập tục lễ hội giết hại động vật dã man như chọi trâu, giết chó, nên cái đó cái ác rất là nhiều. Con chó là một con vật quá trung thành, con trâu là một con vật mà nó giúp người nông dân đi cày. Hai con vật đó giống như là linh vật vậy mà các bạn ăn thịt giết hại chúng mỗi ngày. Hỏi làm sao không có thiên tai được. Thật sự mà nói, nơi nào có tiên cá sống thì nơi đó sẽ bình yên. Thiên tai sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đó là lý do tôi muốn các đệ tử của mình sẽ thành tiên cá. Hôm nay, mặc dù thông báo mưa bão cấp 6 ở Sài Gòn, chỉ là thử thách của Tiun đối với các đệ tử. Người cá nào mà vẫn quyết chí đi bơi với Tiun thì chắc chắn tương lai bạn ấy sẽ thành tiên cá thật sự. Các em cứ yên tâm đi. Các em trở thành tiên cá rồi. Không có cái tai nạn nào mà nó xảy ra đối với cuộc đời của các em nữa cả. Các em sẽ thấy trước quá khứ vị lai của mình. Đó là một sự thật. Trở thành người cá thì có giác quan thứ 6. Trở thành tiên cá thì có sự thiền định giải thoát. Năm ngoái thì thấy cảnh con người thờ ơ, thải chất độc xuống biển, giết chết hàng vạn sinh vật, tạo ra vô số án linh. Rồi năm nay thì một cơn bão lại tàn phá biển Việt Nam. Thấy nhân quả công bằng ghê chưa? Bạn có nhận ra dù cố công tạo dựng, tư lợi cho bản thân, cách mấy đi chăng nữa, nếu không hợp lòng trời thì sẽ bị tiêu hủy trong nháy mắt là thế nào rồi đúng không? Tiun đã hiểu tại sao chư thiên thức tỉnh ở thế giới này có nhiều quyền năng, thần thông,
nhưng không thể nói ra thiên cơ, mà chỉ được nói ra trước lúc lâm chung mà thôi. Nếu tiết lộ là sẽ bị đọa lạc ngay, không thể giải thoát, quay về thế giới của mình, thậm chí còn bị đầy xuống địa ngục, súc sanh, ghê gớm lắm. Thành tiên cá biết tất cả mà chả giúp ích được gì cả. Chỉ bằng những hành động và tiếng nói nhỏ bé của mình, không thể kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Tiêu từng kiếm rất nhiều tiền để thả thú, nhưng sau đó thì sao? Chỉ càng tạo nghiệp để người ta hại động vật thêm nữa. Mặc dù Tiêu ý thức, nhưng các bạn không ý thức được những hành động xấu đối với động vật, thì Tiêu lại tiếp tay cho bạn làm việc xấu. Tiêu đã tạo nghiệp cho các bạn bắt hại động vật. Tiêu thấy mình có lỗi với tất cả. Từ khi Tiêu bơi tới mức không còn mệt mỏi, trong mỗi một hơi thở, một giây là có thể đến với thế giới khác. Mới thức tỉnh nhận ra cái cõi dục nơi thiện ác phân tranh này là địa điểm việc làm của các vị Phật, Chúa Trời, Bồ Tát, Chư Thiên của hơn 3.000 thế giới. Họ luôn tái sanh đến đây để giáo hóa muôn loài, để mời các bạn về với thế giới của họ. Và họ cũng không có cơ hội để tu phước làm việc thiện ở những cõi tốt đẹp kia nữa. Nên phải đến đây thì họ mới có cơ hội để thăng tiến lên các tầng trời cao hơn. Bởi vậy, thiên cơ không thể tiết lộ để con người tránh né nghiệp chướng của mình. Ai làm việc gì thì phải lãnh nghiệp đó. Cũng không nên thể hiện thần thông mà chỉ có thể khuyên răn hướng dẫn. Thần thông chính là nghiệp chướng luôn. Chắc chắn thành tiên cá lúc đó bạn sẽ biết những gì tôi biết, thấy những gì tôi thấy. Bởi vậy tôi cũng chỉ có thể khuyên các bạn, nhưng không thể cứu các bạn trước những tai ương thảm họa sắp tới. Vì không thể phá vỡ sự cân bằng của địa ngục Atula của các tầng trời. Dẫu biết là cái cõi dục này có thể trở thành tầng trời tiếp theo, nếu mọi người đều bơi lặn người cá và biết ăn chay để có sức khỏe và trí tuệ, tại sao phải bơi lặn người cá? Vì bơi lặn người cá nó không chỉ là một môn thể thao, mà nó là một phương pháp làm chủ hơi thở thân tâm ý tốt nhất hiện nay. Bạn có thể kết hợp vào với các tôn giáo của mình. Nếu mọi người đều biết bơi lặn người cá, ăn chay để có sức khỏe, trí tuệ, sẽ đều thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Miệng còn ham thích hương vị thịt động vật là còn khổ, tâm còn suy nghĩ vọng tưởng là còn khổ, thân còn bệnh là quá khổ luôn rồi, sức khỏe là vàng mà các bạn cũng không có được, thì có tiền để làm cái gì? Tạo dựng của cải vật chất cho bản thân rồi ôm hận, chết không nhắm mắt. Quá nhiều nỗi khổ như thế sao bạn vẫn chưa thức tỉnh? Bồ Tát thấy khổ là tỉnh ngộ luôn, còn đằng này bạn thấy khổ mà cứ tỉnh bơ, nên thiên tai thảm họa mới ngày một nhiều hơn. Nhìn cảnh con người con vật chết mấy ngày nay, thật sự tôi không muốn làm tiên cá nữa. Một mình Tiêu thành tiên cá ở cõi dục này thì để làm gì chứ? Các bạn hãy thành tiên cá với Tiêu đi. Thành tiên cá cũng chẳng có gì cao siêu để thể hiện đâu. Chỉ cần bơi nhiếp tâm vào hơi thở của mình, đến lúc bỏ được tất cả vọng tưởng, bao nhiêu quá khứ vị lai, thế giới sẽ mở ra trước mắt của bạn. Nhìn mà chả còn ham muốn gì nữa luôn á. Và nhận ra một điều rằng, chỉ có an trú trong sự thiền định và chánh niệm là thứ an lạc nhất, khó thể nghĩ bàn. Tiêu làm được thì các bạn chắc chắn cũng sẽ làm được. Khi thành tiên cá, bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đến các thế giới bạn muốn. Tài năng của bạn thật sự là vô hạn, chỉ cần tập là sẽ được. Nhưng không nên để phân tán năng lượng của tiên cá vào việc phô trương thể hiện những cái thứ tài năng ấy, mà phải quyết tâm đến cõi mà bạn muốn, thì bạn sẽ làm được mà thôi. Các bạn bình thường đâu nghĩ đến cái chết, đâu biết mình chết là vô thường như thế nào. Chư thiên đang tức giận, oán linh, họ đang phẫn nộ lắm rồi. Biết bao nhiêu loài vật bị các bạn hại, trong đó có những con vật nó tu sắp thành tiên thành thần rồi, mà bị các bạn làm hại ăn thịt, khiến nó oán giận, nó bị đọa lạc, nó trở thành oán linh, thì bao nhiêu cái năng lượng hận thù của nó là vô cùng lớn. Thôi thì hãy cố gắng lên nha, vượt qua cơn bão này đi. Tuy cũng muốn chia sẻ đến bất cứ ai đang là nạn nhân của cơn bão này, xin quý vị hãy đừng than khóc bi ai quá. Hãy chú ý vào hơi thở của mình, suy xét lại những việc mình làm trước giờ đã có thật sự tốt chưa. Nên đừng trách ông trời, mà hãy buông xả thân tâm. Chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy an lạc trong chánh niệm của mình. Mọi khổ đau rồi sẽ đi qua cả thôi. Và hãy hướng đến một mục tiêu cho bản thân mình là sự giải thoát khỏi những đau khổ ấy.